Hello, chào mừng tất cả các bác lại quay trở lại với kênh YouTube của Zero MV, chuyên mua bán các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2024 thì em lại tiếp tục giới thiệu cho bác những sản phẩm mà bên em đang có các bác nhá. Bên em là kênh chuyên bán Samsung, sách tay Hàn Mỹ chính hãng, giá cả cực kỳ hợp lý luôn. Vào mỗi một buổi tối thì em sẽ lên sóng một clip báo giá chi tiết tất cả những sản phẩm mà bên em đang có. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh mà lần đầu tiên xem kênh của em thì các bác bớt ra một giây cho em xin một nút đăng ký kênh ở dưới video các bác nhé. Mỗi một ngày thì em sẽ lên sóng cập nhật giá cả lên từng chiếc một, và những chiếc nào bán đi rồi, những chiếc nào về thì em sẽ lên sóng giới thiệu các bác. Ngày hôm nay thì cũng như vậy, rất nhiều những cái dòng Samsung Galaxy ấy, giới thiệu lên cho các bác nhé. Anh em nào mà cần đặt hàng thì các bác có thể cọc tiền, sau đó bên em ship hàng cho bác đến tận nơi, các bác nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và bên em thì 90% là bán online, nên cái việc cọc tiền bán online là cái việc đương nhiên rồi. Còn nếu bác nào Hà Nội thì cứ trực tiếp cửa hàng em theo địa chỉ là 111 Triều Khúc, Hà Nội để xem máy các bác nhé. Ok, và bây giờ thì em sẽ giới thiệu bác từ cây máy cao tiền, sau đó giảm dần xuống thấp tiền. Siêu phẩm Samsung Galaxy S22 Ultra dung lượng 512GB vừa cập bến tại cửa hàng điện thoại Zero MV thì các bác ơi, có màu xanh, màu đỏ và màu đen, ba màu để cho anh em lựa chọn các bác nhá. Lô hàng này là lô hàng phiên bản 512GB, hàng này new, đẹp như một chiếc máy mới, 99,69%, nguyên siêu viền ni lông dưới bóng này các bác ơi, không một tì vết luôn, chỉ dành cho những cái bác nào thích cái đẹp thôi các bác nhá. Samsung Galaxy S22 Ultra, cái này là phiên bản, này là phiên bản của Mỹ, tất cả mọi chức năng là hoạt động ok. Các bác sẽ được sở hữu một quả màn hình kích thước là 6.8 inch, 2K cộng và 120Hz. Bản này là bản Mỹ, do dung lượng của nó lên tới 512GB các bác nhá. Hôm trước em về một cái lô 512GB này và đã hết sạch rồi, và hôm nay em về tiếp một chồng luôn. Hôm nay không chỉ là có 3 chiếc này đâu các bác nhá, đây này, giới thiệu các bác này, hôm nay không chỉ có 3 chiếc này đâu mà nó là rất nhiều để giới thiệu các bác. Đây, toàn 512GB hết, đã test kiểm tra hết rồi, tích dấu V ở đây là đã test hết rồi các bác nhá. Đấy, toàn là Galaxy S22 Ultra, hàng đẹp nét này nẹt thôi, cả một cọc luôn, cầm lên 3 cây 3 màu để gọi là đại diện cho các bác thôi các bác nhá. Màu xanh, màu đỏ tím và màu đen, đầy đủ cho 3 màu cho các bác lựa chọn. Máy phiên bản RAM 12 512GB, chip Qualcomm 8Gen1, cực kỳ mạnh luôn. Một quả camera ngắm chỉ hàng trên cung trăng 100x các bác nhá. Phiên bản này là phiên bản Mỹ, có bút S Pen, loa kép sạc nhanh Galaxy, các kiểu đầy đủ luôn. Một con máy siêu phẩm 512GB S22 Ultra có giá là 14.200.000, tặng đầy đủ cho bác sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình các bác nhé. Còn ngoài ra, nếu mà bác nào mà không quá quan trọng về cái bộ nhớ trong cao thì các bác có thể chơi cái con phiên bản 256GB này cho em. 256GB này thì nó giống hệt về cấu hình, nó chỉ khác mỗi cái là nó là có bộ trong của nó 256GB thôi, còn lại thì về hình thức của nó cũng đẹp nét nẹt nẹt như ngọc tờ ring các bác nhá. Con này thì hiện tại đang có mức giá là rẻ hơn con 512GB kia là 1 triệu, thì cụ thể đang có giá là 13.200.000, tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình các bác nhá. Đấy là dòng Samsung Galaxy S22 Ultra phiên bản của Mỹ. Ngoài ra thì bác nào mà quan tâm đến cái phiên bản Hàn Quốc đây thì em sẽ giới thiệu bác phiên bản Hàn Quốc. Và Hàn Quốc này hôm qua em bán vài chiếc rồi. Đấy, và phải nói các bác là cái phiên bản Hàn Quốc này các bác cũng đặt rất là nhiều. Bởi vì sao? Thời điểm này một con hàng đời cao cấp của Samsung mà giá chỉ như một con hàng bình dân các bác nhá, loanh quanh có trên dưới 11 triệu là các bác đã mua được con bản Hàn Quốc rồi. Thì đương nhiên là cái hình thức của nó sẽ không đẹp lét nền nẹt như mới, như kiểu cái thằng bản Mỹ kia. Nhưng mà ngược lại thì cái giá nó rất là rẻ. Đây, ví dụ như bản Hàn Quốc này nó dùng một sim. Đấy, cũng là camera ngắm trị hàng trên cung trăng 100x các bác nhá, cũng sạc nhanh tai si, loa kép, bút S Pen, các kiểu đầy đủ luôn. Con này thì phiên bản Hàn Quốc một sim, RAM 12 và bộ trong là 256GB, chip 8Gen1 như nhau, nhưng mà con này thì một sim thôi các bác nhá. Có hỗ trợ 5G và ghi âm cuộc gọi đầy đủ luôn. Thì hiện tại đối với phiên bản Hàn Quốc loanh quanh trên dưới 11 triệu là các bác đã mua rồi. Có những cây 10.8 triệu có. Như cây này thì đang có giá là 11.5 triệu. Hình thức của máy thì tầm 97-98%. Đại loại là hình thức rất ok luôn. Chỉ có gọi là hơi phải nhẹ một tí. Ví dụ như đây, như con này nhá, thì cái góc này nó hơi phải nhẹ một tí này, còn lại thì ok, chả có vấn đề gì hết. Cây này là 11.5 triệu. Cái số lượng màu trắng, màu vàng, màu đen nhà em còn rất là nhiều, nên các bác cứ yên tâm, không thiếu máy luôn các bác nhé. Có những con số 4 này 11.5 triệu, con này thì viền ok, viền đẹp luôn này. Đấy, góc thì cũng hơi phải nhẹ một tí thôi, cái này thì gọi là không đáng kể các bác nhé, không đáng kể. Đấy, một con máy hàng tầm 97%, mọi chức năng là hoạt động ok, màn hình sáng đẹp và các chức năng lo ngon lành cảnh quất, không một lỗi lầm gì. Samsung Galaxy S22 Ultra phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc. Rồi có cây màu đen 11.2 triệu, cái này thì hình thức của nó được tầm 96-97%, trên viền hơi phe phải nhẹ một tí này các bác ơi. Đấy, hơi phải nhẹ một tí như thế. Nhưng đây là một con máy nguyên zin, nguyên bản 100% các bác nhá. Đây, cây Galaxy S22 Ultra
phiên bản của Hàn Quốc, cây này là cây số 16. Đấy, 16 11 triệu 2. Ngoài ra còn một cây màu xanh nữa, đấy, giới thiệu cho anh em đủ màu luôn. Cây số 7 11 triệu 5 màu xanh, hình thức của máy cũng tầm 97 đến 98%, bên trên còn rất là mới này, bên hông cũng còn rất là đẹp này. Đấy, nó chỉ hơi phẩy một tí góc thôi. Đây, hơi phẩy một tí góc, nói chung là con này thì tầm 97-98%. Mọi chức năng là hoạt động ok, màn hình sáng đẹp, không xước sát, không ám mố gì, không lưu ảnh và tất cả các chức năng hoạt động bình thường. Đấy, Samsung Galaxy S22 Ultra em vừa giới thiệu cho bác rất nhanh gọn lẹ các bác nhá. Ok, và bây giờ thì em giới thiệu cho bác gọi là một cái siêu phẩm mà giá thì rẻ hơn lúc mua mới. Các bác nhìn đây, các bác biết đây còn gì không? Đây chính là cái dòng máy Samsung Galaxy S23 nhỏ. Các bác nhìn mua mới này, 24.990.000. Phải nói với các bác là đây là bác này thừa tiền luôn các bác nhá. 24.990.000 mà thời điểm này em đang bán, các bác biết con này bán bao nhiêu? Bán cho các bác giá là 8.500.000 luôn. Các bác biết tại vì sao mà giá nó rẻ như thế thì trong clip này em sẽ báo luôn. Đấy, phải nói một con Samsung mà khi nó ra các bác nhìn được cái giá nó chát chưa? Đây mới chỉ là con S23 nhỏ thôi đấy. Có giá là 24.990.000, gọi là 25 triệu rồi các bác nhá. Con này thì vừa hết bảo hành của hãng 1 tháng, con này hàng chính hãng, còn máy chính hãng luôn. Vừa hết bảo hành của hãng 1 tháng luôn, nhưng mà con này thì em kiểm tra, nó là một cái máy nó màn hình của nó hơi loang trắng nhẹ này, các bác nhìn thấy đấy, cái vành của nó hơi bị loang trắng, màu trắng nhẹ nhẹ các bác nhá, rất là khó nhìn luôn các bạn. Hai góc, góc dưới, đây góc dưới các bác nhìn nó loang trắng nhẹ một tí này. Cái này thì bao lành cho bác luôn nhá. Vào góc trên cũng bị loang trắng nhẹ một tí này. Cái này thì bao lành cho bác, không hiểu sao là nhiều con nó rất hay bị cái hiện tượng như này. Đấy, cái này thì em cũng không thể biết được nó do đâu, nhưng mà con này thì em bao cho các bác là một con máy zin, email của nó này đấy, 56415 nhá, trùng email trên hộp này luôn đấy. Nhiều đơn vị bây giờ người ta có bán máy có hộp, nhưng thực tế thì cái email này người ta không có, chỉ cái hộp không thôi. Cái hộp không bây giờ mua ngoài nó đầy luôn đấy. Ví dụ như có những cái con 22 Ultra hàng Dai New của bên em kia, người ta đóng một cái hộp vào bán đắt hơn 1-2 triệu là cái chuyện bình thường, nhưng mà cái hộp đấy là hộp ngoài thôi mà nó không có cái dãy số email này. Thậm chí cái dãy số email này bây giờ nó còn in được luôn các bác nhá. Đấy, in được luôn. Như bên em thì em không có gọi là hộp hủng gì cả, bởi vì hàng sách tay này đương nhiên là nó không có hộp là cái điều chắc chắn luôn. Con này thì hiện tại nó là phiên bản Việt Nam hai sim vật lý này. Các bác nhìn này, S23 nhỏ gọn nhá. Con này nhỏ gọn cho bác trải nghiệm cũng ok. Nhỏ gọn, S23 phiên bản là Việt Nam, RAM 8GB, bộ trong là 256GB, chip 8 Gen 2, có 5G game cuộc gọi đầy đủ luôn, pin 3.900. Bọn Samsung này phải nói các bác không hiểu nó cải tiến hay cải lùi nữa. Dòng S20 thường thì nó pin pin của nó là 4.000, sau lại S21 thì là pin 4.000, sau S22 thì S22 thường ấy thì cũng pin 4.000, lên S23 tự nhiên pin 3.900, không hiểu nó sản xuất cái kiểu gì. Đã ra đời sau nó phải cao hơn đời trước. Hoặc là S20 thường ấy, màn hình của nó là màn 2K, mà từ 21 trở lên màn chỉ Full HD thôi. Phải nói các bác là không hiểu là cải tiến hay cải lùi luôn. Nhưng mà thực tế thì khi mà dùng con này 3.900, nhưng mà chất lượng các bác nhìn này, chất lượng camera của nó này tốt chưa? Màu sắc các kiểu cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Con này thì hiện tại, đây, camera 6 LED thật sự các bạn. Con này hiện tại thì máy mới nó đang là, bác em mua mới là 25 triệu. Bây giờ em bán cho các bác là 8 triệu rưỡi nhá. Anh em có thể trải nghiệm một con này 8 triệu rưỡi, một con máy nguyên zin nguyên bản luôn. Đấy, một con Galaxy S23 nhỏ 8.500.000. Đấy, các bác nào mà không quá quan trọng về cái vết loang nhẹ này, các bác có thể vào việc. Thực tế thì cái này cũng không ảnh hưởng gì. Và em bán gọi là giá 8 triệu rưỡi, rẻ hơn bình thường được khoảng tầm 2 triệu đến 2 triệu, các bác nhá, khỏe bình thường 2 triệu. Và thực tế thì cái màn hình con này rất là rẻ luôn. Màn hình con này nó chỉ loanh quanh có hơn 2 triệu thôi. Bình thường màn Samsung ít nhất phải tầm 3 cho đến 4 triệu, nhưng màn hình con S23 thường này nó chỉ có 2 triệu rưỡi thôi nhá. Thế nên các bác dùng thì các bác có hoàn toàn yên tâm. Con này thì bản hàng chính hãng rồi, và cái này thì bao lành cho bác luôn, không bao giờ sợ nó hỏng luôn. Cái này giá 8.500.000. Ok, sản phẩm siêu phẩm tiếp theo mà em giới thiệu bác thì chính là Galaxy S21 Ultra. Phải nói với các bác S21 Ultra em có cả phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ. Bản Mỹ thì em đang có một cái lô bản Mỹ mới về, ngày hôm qua đã lên sóng rồi và đã bán đi khá là nhiều luôn. Đây chính là cái siêu phẩm Samsung Galaxy S21 Ultra phiên bản của Mỹ, vừa mới cập bến tại cửa hàng điện thoại Zero MV, đang có mức giá từ loanh quanh có hơn 8 triệu, từ 8 triệu đến 8 triệu 2, là các bác đã sơi được một em rồi. Có màu đen và màu trắng bạc này các bác nhá. Đấy, hai màu để cho các bác lựa chọn. Máy nguyên zin, nguyên bản về một vốc luôn để cho các bác lựa chọn này. Con này thì cấu hình của nó ra làm sao thì em sẽ giới thiệu chi tiết ngay sau đây cho bác. Các bác sẽ được sở hữu một quả màn hình kích thước là 6,8 inch. Màn hình con này 2K cộng và 120Hz các bác nhá. Phiên bản này là phiên bản của Mỹ, hai sim hai sóng, hỗ trợ 5G, đầy đủ tất cả các chức năng. Bên em đã hôm nay đã test máy và đã kiểm tra tất cả các chức năng hoạt động ok rồi. Đấy, con nào kiểm tra ok là gọi là ngon lành cánh quất rồi các bác nhá.
tất cả mọi chức năng là hoạt động ok, màn hình sáng đẹp trong veo, không ám ố, không nhiều ảnh gì, camera chụp ảnh cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là cái dòng 21 Ultra này thì là một trong những con máy vừa tiền trong phân khúc mà tầm tiền từ 8 cho đến 9 củ, thì Galaxy S21 Ultra hiện nay nó đang là phân khúc đang là số 1 luôn trong phân khúc các bạn nhá. Bởi vì ngon, bổ, rẻ, camera ngắm chị hàng trên cung trăng 100x. Con này thì sạc nhanh tai si, loa kép và không có bút S Pen các bạn nhá. Màn hình cong tràn viền và cong rất là nhẹ thôi. Đấy, cong rất nhẹ như này nên cảm giác cầm nắm cực kỳ sướng luôn. Pin của nó lại dung lượng pin lên tới 5000 mAh các bạn này. Dung lượng pin lên tới 5000. RAM thì là 12GB và bộ trong là 128GB, bản Mỹ 2 SIM 2 sóng, camera 100x. Hiện tại giá đang là 8 triệu một chiếc các bạn nhá. 8 triệu một chiếc, hàng tầm 97% như này. Đấy, tình trạng như nào thì em bán công khai luôn. 8 triệu một chiếc. Đấy, những cái con máy em đang quay cho các bác đây, cây số 1, số 5, số 6, số 7 này, 8 triệu các bác nhá. Tặng đầy đủ cho các bác sạc cáp này, ốp lưng này, dán màn hình cho các bác, không thiếu một thứ gì luôn. Còn ngoài ra, nếu mà bác nào mà cần một con hàng Mỹ đẹp như ngọc tờ ring, đẹp như mới, nét là nẹt ấy, thì các bác chơi cho em cái loại hàng 9 triệu 2 này. Đấy, đắt hơn 1 triệu thì đương nhiên nó đẹp hơn rất là nhiều rồi. Hàng này new đẹp lét nẹt luôn, 9 triệu 200 nghìn các bác nhá. Đấy, có hôm trước thì hàng này là hàng 9 triệu 5. Nhưng hôm nay đã giảm giá 300 nghìn rồi, và hôm qua giảm giá thì các bác lấy rất là nhiều. Đây là một con máy Samsung Galaxy S21 Ultra phiên bản rung lượng là 128GB. Đấy, thì hàng này new đẹp như mới, nguyên siêu viền đi đồng chế bóng luôn các bác nhá. Đẹp không một tí vết luôn. Thì hiện tại hàng này đang có giá là 9 triệu 200 nghìn. Tặng đầy đủ cho bác sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Cái loại này thì dùng cực kỳ sướng luôn, máy mướt mượt mượt luôn, chơi game hoặc các bác dùng bình thường cũng rất là ok. Bây giờ một con hàng tầm trung, ví dụ như con A54 hoặc M54 các bác đi mua mới, hoặc con A55 ấy các bác đi mua mới, nó cũng phải loanh quanh gần chục củ rồi. Trong khi một con hàng flagship như này S21 Ultra giá cũng chỉ có là 9 triệu 200 nghìn thôi các bác nhá. Một con hàng đẹp nét nẹt, đấy, 99,69%. Và ngoài ra nếu bác nào mà không thích bản Mỹ 128GB mà bác dùng một SIM thì đây, giới thiệu cho anh em một cái lô phiên bản Hàn Quốc. Lô bản Hàn Quốc này thì em bán cũng gần hết rồi, và hiện tại đến thời điểm này còn có 5 chiếc thôi, 5 chiếc cuối cùng rồi các bác nhá. Nên là bác nào mà chốt thì múc sớm này, còn đúng 5 chiếc này lên sóng thôi. Hôm trước thì nó nhiều vô số luôn. Ngày hôm qua thì em bán hình như 4-5 cây này, 4-5 cây phiên bản Hàn Quốc này luôn. Phải nói với các bác trong cái mức tầm tiền này hơn 8 triệu, khá ngon. Đấy, trong cái tầm tiền hơn 8 triệu các bác nhá. Con này là lô hàng phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc. Đây có mức giá từ 8 triệu 6 này cho đến 8 triệu 8 là các bác đã mua được một chiếc rồi. Con này thì các bác sẽ được sở hữu là một SIM, nhưng mà ngược lại nhá, thì cái bộ trong của nó sẽ lên tới 256GB RAM 12GB, màn hình cong tràn viền, không có ám ố lưu ảnh gì, không có đốm đủng gì các bác nhá. Nhiều bác có hỏi có đốm không thì có ám không, thì thực ra các bác nhìn thấy cái màn hình trong veo như này, và tất cả những cái con đốm con ám thì em đã làm riêng một clip thanh lý rồi. Đấy, các bác biết ở những tình trạng như nào là bên Di Động MV nhà em sẽ báo rõ tình trạng nhà các bác nhé. Ám ố lưu ảnh, đốm hay làm sao, báo rõ luôn. Còn những cái con này là những cái con hàng màn đẹp trong veo, không ám ố, không lưu ảnh, và tất cả các chức năng hoạt động ok. Máy nguyên zin nguyên bản các bác nhé. Có màu trắng và màu đen, hai màu để cho anh em lựa chọn này. Đấy, trên clip như nào thì các bác nhận hàng đúng như thế thôi. Nên là các bác ủng hộ rất là nhiều. Em quay cận cảnh từng chiếc một luôn cho các bác nhé. Và máy nhà em thì đánh số thứ tự này. Đấy, số thứ tự số 2, số 3, số 6. Nên là khi mà các bác đến cửa hàng em đưa máy cho các bác gần như là không có sợ là đắt, sợ rẻ gì hết. Kể cả những người không biết cái gì cả. Đấy, tình trạng là sao, có những cây có 7 triệu mấy rồi cũng có luôn các bác nhá. 7 triệu mấy cũng có luôn, ám màn nhẹ 7 triệu mấy cũng có. Nhưng những cây này là hàng tầm 98% thì đang có giá là 8 triệu 600 nghìn. Tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình, máy nguyên zin nguyên bản 100% phiên bản Hàn Quốc 256GB. Đang có mặt tại Zero MV, có hai màu là màu bạc và màu đen. Đấy, hai màu, các bác chụp ảnh lại, thích chốt màu nào thì các bác nhắn tin Zalo bên em để gọi là vào chung kết luôn các bác nhá. Vào chung kết luôn. Bên em thì một ngày em gửi đi tỉnh rất là nhiều luôn. Nhiều bác thì mua nhà em quen rồi, có thể giới thiệu bạn bè mua 2-3 chiếc là cái chuyện bình thường luôn các bác nhá. Ok, và bây giờ em sẽ giới thiệu các bác một cái mẫu máy trong phân khúc mà tầm tiền mà cũng trên 8 triệu tiếp theo. Thì đây chính là một cái siêu phẩm S22 Plus. Con này thì là một cái lô hàng em về cũng tương đối là nhiều hàng, và giá thì cũng rất hợp lý luôn. Đây các bác nhìn này, loanh quanh có hơn 8 triệu là các bác đã được sở hữu rồi. 22 Plus em sẽ quay cận cảnh một chiếc cho các bác nhá. Có này thì gồm một cái cụm 3 cam sau, một đèn flash này, có loa kép, có sạc nhanh tai si, đầy đủ tất cả các chức năng luôn. Màn hình của nó là màn 6,7 inch và màn hình phẳng 120Hz các bác nhá. Phiên bản Hàn Quốc một SIM, có 5G, game cuộc gọi đầy đủ và tất cả các chức năng. Pin 4500, RAM thì là RAM 8GB và bộ trong là 256GB, chip 8 Gen 1, camera thì khỏi phải bàn luôn các bác nhá. Nói chung là camera của thằng Samsung này thì cái chất lượng những cái quan hàng flagship này thì khỏi phải nói rồi. Nó quá là đẹp,
gần như là không bàn về camera nó, bởi vì nó quá đẹp. Các bác mà mua một con hàng ví dụ bình dân mà tầm trung trung, ví dụ con này loanh quanh hơn 8 củ nó cũng là hàng gọi hàng tầm trung thôi, chứ không phải là hàng đời cao các bác nhá. Đời cao nó phải mười mấy 20 triệu cơ. Thì con này nó hơn 8 triệu thôi, nó là một con hàng gọi là giá cả bình dân. Ví dụ loanh quanh cái tầm này thì các bác mua mới thì cũng chỉ mua được mấy con A55 đấy, chẳng hạn như vậy. Thì những con A55 không đủ tuổi để so với con 22 Plus này các bác nhá. 22 Plus thì Zero MV nhà em về được 4 màu, màu trắng, màu hồng, màu đen và màu xanh, đầy đủ 4 màu cho anh em lựa chọn. Máy cam kết vaccine 100% các bác nhá. 8 triệu rưỡi một chiếc, có cây hàng 8 triệu 2, viền nó hơi xước hơn một tí. Đấy, 8 triệu rưỡi một chiếc Samsung Galaxy S22 Plus phiên bản của Hàn Quốc này. Tặng đầy đủ cho bác sạc cáp, ốp lưng, dán màn hình cho bác, không thiếu một thứ gì các bác nhá. Đấy, Galaxy S22 Plus 4 màu cho các bác lựa chọn. Con này thì nó sẽ thiên về cái xu hướng là nó sẽ trang trọng và nó sẽ không lặng tay các bác nhá. Nếu anh em nào mà cầm những con Ultra kia nó đầm tay nó lặng quá thì các bác có thể chơi cái dòng Plus này. Đấy, Plus này thì nó sẽ đầm tay và nó sẽ nhẹ nhàng hơn và nó sẽ cầm nó cảm giác nó sang trọng hơn, nhẹ nhàng hơn các bác nhá. Nó sẽ không lặng như dòng Ultra và cái thiết kế của nó thì quá là đẹp luôn. Đấy, nhiều bác vẫn thích cái form dáng thiết kế của thằng 22 Plus này. Giá hiện tại đang là 8 triệu rưỡi một chiếc. Tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình các bác nhá. Màu đen, màu trắng, màu xanh và màu hồng. Ngoài ra có hai cây hàng 8 triệu 2. Hai cây này thì làm sao mà giá 8 triệu 2 thì em cũng nói luôn là viền nó phẩy thôi chứ còn nó chả có lỗi lầm gì hết. Hai con này lưng ok, lưng đẹp này, máy zin chuẩn chỉ các bác nhá. Viền của nó thì hơi phẩy một chút. Đây ví dụ như em quay cận cảnh cho các bác đây. Đây ví dụ con hồng này thì nó hơi xước viền một tí như này các bác nhá. Còn lại thì ok, xem con đen thì nó làm sao này. Con đen thì nó cũng gọi là chưa thấy cái vết xước con đen đâu. Đây con đen nói chung là nó không được đẹp keng như kiểu mấy con kia thôi. Chứ con đen này thì thực ra nó cũng chẳng làm sao cả các bạn. Tất cả các chức năng là hoạt động bình thường. Con đen này thì cũng ok. Hình thức gọi là tầm 97%. 8 triệu 2, con hồng này cũng 8 triệu 2. Tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng, dán màn hình anh em nhé. Và một cái sản phẩm tiếp theo em giới thiệu cho bác thì chính là cái siêu phẩm Ultra tiếp theo. Lốt 20 Ultra. Còn đúng 3 chiếc, trong nhà em còn đúng 3 chiếc lốt 20 Ultra rồi. Phải nói các bác, sau mấy ngày giảm giá các bác lấy rất nhiều luôn. Galaxy Lốt 20 Ultra, một cây màu trắng phiên bản Mỹ. Con này đẹp nét nẹt như mới 99,69%. Nguyên siêu viền ni lông chơi bóng. Một con hàng đẹp keng cho bác nào mệnh hỏa, à mệnh kim này. Đấy, một con màu trắng ngọc tơ rinh luôn. Một cái màn hình 6,9 inch 2K cộng và 120Hz, RAM 12GB. Bộ trong là một chai 8GB, chip Qualcomm 865 Plus. Hai SIM hai sóng hỗ trợ 5G. Con này pin của nó 4500. Đấy, camera thì khỏi phải bàn luôn về chất lượng camera các bác nhá. Con này thì hiện tại em đang bán cho các bác với cái giá là 8.800.000. Một con màu trắng này đẹp keng các bác nhá. Còn ngoài ra nếu bác nào mà dùng một SIM, các bác có thể lựa chọn phiên bản Hàn Quốc này. Bản Hàn Quốc nó dùng một SIM và RAM của nó là 12/256GB một SIM. Cây 7.9 triệu này thì đẹp tầm 97%, còn cái cây mà 8.5 triệu này thì đẹp tầm 98-99%. Tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Đấy, hai siêu phẩm Ultra giới thiệu cho bác. Dòng Ultra thì có lốt 20 Ultra và một cái dòng Ultra tiếp theo chính là S20 Ultra. S20 Ultra thì em cũng có một ít phiên bản này, là phiên bản của Hàn Quốc, bản Mỹ thì hết hàng rồi. Phiên bản của Hàn Quốc này hình thức thì tầm 97-98%, mọi chức năng là hoạt động ok. Còn ba cây hàng 6 triệu 2 này, 6 triệu 2, 6 triệu 3 thì sẽ giới thiệu chi tiết lên cho các bác nhé. Con này thì các bác sẽ được một cái quả camera zoom 100x này. Đấy, quả camera ngắm chị hàng trên cung trăng luôn 100x. Màn hình con này thì rất là to, trong phân khúc của tầm tiền hơn 6 triệu thì cũng là một trong những chiếc máy khá hay. Màn hình 6,9 inch 2K cộng và 120Hz, bản Hàn Quốc một SIM có 5G, game cuộc gọi đầy đủ, pin 5000. Đấy, RAM 12/256GB, chip Qualcomm 865. Còn ba chiếc này màn hình đẹp trong veo, hình thức tầm 97-98% thì đang có giá là 6.200.000 các bác nhá. Tặng đầy đủ cho bác sạc cáp này, ốp lưng này, dán màn hình. Đấy, Samsung Galaxy S20 Ultra, một trong cái mã máy mà bên em bán chạy nhất mọi thời đại luôn. Bán rất nhiều Samsung Galaxy S20 Ultra này rồi các bác nhá. Ok, và sản phẩm tiếp theo em giới thiệu cho các bác thì chính là cái siêu phẩm S21 Plus. 21 Plus, ôi hôm nay bán vãn đi nhiều luôn các bạn. Hôm qua thì trên bàn nó khá là nhiều và hôm nay đây. Hôm nay trên bàn còn có đúng mấy chiếc giới thiệu cho bác lốt. Ngày mai sẽ lên sóng một đấu luôn các bạn nhá. Ngày mai sẽ lấy hàng mới lên sóng một đấu luôn. Một con phiên bản Hàn Quốc, con này đẹp tầm 98%. Ba cam sau, một đèn flash, RAM 8/256GB. Màu tím mộng mơ viền vàng. Con này trai gái đều dùng ok luôn các bạn nhá. Đấy, máy thì cầm cực kỳ sang trọng luôn này các bạn này. Con này thì phiên bản Hàn, một SIM thôi, có 5G, game cuộc gọi đầy đủ luôn. Dung lượng pin của nó lên tới 4800.
RAM thì là 8/256GB và chip Exynos 2100 đối với phiên bản Hàn Quốc này các anh em nhé. Camera thì dòng này khỏi phải bàn rồi, quá lét rồi. Một con phiên bản Hàn Quốc 6,5 triệu. Và ngoài ra thì còn rất nhiều phiên bản Mỹ. Bản Mỹ hiện tại bây giờ cao nhất là 6,2 triệu. Và cái số lượng thì nhiều vô số, có màu đen, màu tím và màu gì nữa nhỉ? Để em xem, mai chắc có màu bạc nữa, đại loại màu bạc thì như hết rồi sao? Có màu bạc nữa các bạn nhá. S21 Plus bản Mỹ bên em đang có rất nhiều hình thức tầm 97%. Thì hiện tại giá rất tốt luôn, 21 Plus đợt này giá cực kỳ tốt luôn các bạn nhá. Loanh quanh có hơn 6 cổ một tí ti là các bác đã mua được rồi. Đấy, các bạn nhìn hai cây phiên bản Mỹ, hình thức zin phải tầm 97-98%. Mọi chức năng hoạt động ok, bản Mỹ 2 SIM 26, màn hình màn hình con này thì 6,7 inch, 120Hz, RAM 8/128GB, 2 SIM 26 hỗ trợ 5G các bạn nhá. Thì hai con này đang có giá là 6,2 triệu, hai con màu tím mộng mơ. Hôm nay thì hàng 6,5 triệu đã bán hết hàng rồi. Phải nói các bác mấy ngày vừa qua các bác lấy cái dòng 21 Plus cũng khá là nhiều. Có một con 6 triệu, một con 5,8 triệu này. Hôm mai thì em sẽ lên clip chi tiết cho các bác. Hai con này thì hình thức viền phẩy, con 5,8 triệu này viền nó sẽ xước hơn. Còn lại con 6 triệu thì viền cũng xước nhưng mà nó xước ít hơn các bác nhá. Đấy, nó cũng xước nhưng xước ít hơn. Thì hai cây này đang có mức giá là 5,8 triệu và 6 triệu. Một con S21 Plus này. 21 Plus này thì bản Mỹ 2 SIM, tất cả các chức năng hoạt động ok, màn hình sáng đẹp các bác nhá. Đấy, loanh quanh có 5,8-6 triệu là các bác đã mua rồi. Một con máy trong phân khúc hơn 6 triệu các bác cũng đặt rất là nhiều hôm trước, một đống luôn. Hôm nay em cũng bất ngờ luôn là còn có 2-4-5 chiếc trên bàn máy thôi. Ok, và sản phẩm tiếp theo em sẽ giới thiệu bác trong phân khúc mà hơn 5 triệu nhá. Em sẽ giới thiệu nhanh cho các bác một cái lô chính là lốt 25G. Lốt 25G thì đang có mức giá loanh quanh trên dưới 5 triệu là các bác đã mua được một chiếc rồi. Em sẽ giới thiệu nhanh cho các bác. Cái dòng lốt 25G thì chủ yếu nhà em bây giờ còn là phiên bản Hàn Quốc là nhiều. Bản Hàn Quốc này thì có dung lượng là RAM 8/256GB, một quả 3 cam sau, một đèn flash này, có sạc nhanh tai si, có loa kép các kiểu đầy đủ. Máy thì hình thức là zin, hình thức phẩy anh em nhá. Hình thức phẩy thì loanh quanh là 5,2 triệu là các bác đã mua chiếc rồi. Có màu xanh, màu đỏ, màu đen. Đấy, màu xanh, màu đỏ, màu đen. Cái lượng máy lốt 20 nhà em thì còn rất là nhiều luôn. Đấy, gần như trong mấy ngày vừa qua thì cái lốt 20 này em bán vài chiếc nhưng mà cái lượng máy còn đang quá là dèo nhiều. Thế nên anh em nào mà đang quan tâm đến cái dòng sản phẩm lốt 20 này thì anh em vào việc nhá. Hình thức thì như này. Đấy, viền của nó những con 5,2 triệu này các bác nhìn này. Đấy, những con 5,2 triệu thì viền của nó sẽ phẩy một chút như này các bác nhá. Tổng quát lại thì là một con hàng zin phẩy. Đấy, zin phẩy, bút S Pen, loa kép sạc nhanh các kiểu đầy đủ luôn. Đấy, con này thì là lốt 20 và được cái là hay cái là cái gì? Cái màn hình của nó nhá. Nó sáng đẹp trong veo, không ám ố, không nhiều ảnh đi. Con này RAM 8 bộ trong là 256GB, hỗ trợ game cuộc gọi, hỗ trợ 5G, hỗ trợ loa kép, có hỗ trợ sạc nhanh, các chức năng hoạt động ok, có bút S Pen, loa kép sạc nhanh đầy đủ các bác nhá. Đấy thì hàng zin phẩy này 5,2 triệu này. Còn có cây 5,3 triệu cũng có, 5,3 triệu thì đang có một chiếc màu đồng và một chiếc màu xanh xanh dương. Hai chiếc này 5,3 triệu, cây này thì đang dán bảo vệ cam luôn, 5,3 triệu các bác nhá. Ngoài ra thì có cả hàng 5,6 triệu này. Hàng 5,6 triệu cũng có, 5,6 triệu thì còn lại màu đen và màu đồng. Đấy, màu đen và màu đồng hàng A, 5,6 triệu, cây này bản Mỹ rồi, tí sẽ giới thiệu sau. 5,6 triệu, màu đen, màu đồng. Hai cây này thì đẹp tầm 98%, 99%, tất cả các chức năng hoạt động ok. Đấy, Samsung Galaxy Note 20 5G, một trong những cái hàng flagship của Samsung mà giá thì cực kỳ bình dân luôn các bác nhá. Samsung Note. Và có những chiếc thì em chỉ bán có cái giá nào chỉ có loanh quanh hơn 4 triệu thôi. Ví dụ như đây, 4,8 triệu này, một cây màu hồng lam tính 4,8 triệu. Cây này thì lưu ảnh siêu siêu nhẹ. Đại loại là gần như là các bác dùng thì chất lượng đến 9/10 so với một cái màn bình thường. Đấy các bác nhá. Các bác nhìn màn hình nó đẹp chưa? Chẳng qua là gọi là lưu ảnh thôi nhưng mà thực tế của nó thì cũng 9/10 so với bình thường luôn. Nếu mà 10 bác thì may ra chắc một bác nhìn được. Con này màu hồng lam tính giá 4,8 triệu, một cây máy khá là hời các bác nhá. Rồi một cây bản Mỹ xước viền 2 SIM 26 RAM 8 trên bộ trong là 128GB. Cây này bị xước viền, cây này giá 4,8 triệu tiếp này. Đấy, 4,8 triệu tặng đầy đủ sạc cáp ốc lưng giá màn hình. Đấy, trên này em quay rất cận cảnh các góc cạnh luôn. Thế nên bác nào cần chốt con nào thì cứ chụp ảnh màn hình lại gửi cái số này. Đấy, qua Zalo bên em là anh em vào chung kết luôn các bác nhá. Ngoài ra thì có cây 4,5 triệu, cây này mới là cây hợp lý này các bác này. Cây này thì đủ lưu ảnh một tí thôi nhưng mà giá nó rất êm luôn. 4,5 triệu một cái lưu ảnh siêu mờ ở phía dưới này các bác nhá. Đấy, một cái lưu ảnh ở dưới cái hình nút home này. Phải nói rất mờ luôn và cái này thì cực kỳ ngon. Cái này mới cây hợp lý này, giá 4,5 triệu, rẻ như một con máy cỏ luôn các bác nhá. Và ngoài ra thì trong phân khúc này thì em giới thiệu cho bác một con Galaxy S20 Plus phiên bản của Hàn Quốc. S20 Plus là một trong con máy cấu hình rất cao luôn, một cái cụm camera. Đấy, một cụm camera gồm 4K, một đèn flash, có màn hình 2K 120Hz. Phiên bản Hàn RAM 12GB và bộ trong là 256GB.
hỗ trợ ghiêm cuộc gọi và có 5G, pin 4500, màn hình to, tràn viền, bo cong. Con này thì hiện tại đang có mức giá là 5.300.000 một chiếc các bạn nhé. Có màu xám, màu đa sắc, màu limited này. Đấy, đa sắc limited. Và có một màu nữa là màu màu trắng ngọc tờ linh. Có 3 màu để cho anh em lựa chọn. Giá 5.300.000 là các bác đã mua một chiếc rồi. Tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình các bạn nhé. Ok, và cái sản phẩm tiếp theo trong phân khúc mà hơn 5 triệu thì đây, có một cái mã nữa là mã Galaxy S21 5G. 21 5G thì em còn có mấy chiếc này thôi là hết hàng các bạn nhá. 21 5G này có màu bản Hàn và bản Mỹ. Bản Hàn thì đang có mức giá từ 5 triệu, 5 triệu 2 và 5 triệu 500 nghìn là các bác đã mua được một chiếc rồi. Đấy, Galaxy S21 5G. Con này thì gồm 3 cam sau, một đèn flash này, có sạc có sạc nhanh tai si, loa kép các kiểu đầy đủ các bác nhá. 21 này thì nó quá đẹp rồi. Các bác nhìn 3 cam sau này. Đấy, một đèn flash, một cái cụm camera cực kỳ thời trang luôn. Viền vàng, lưng tím, nói chung là máy đẹp. Zin, con này thì tổng quát hình thức tầm 98-99% tùy từng chiếc các bác nhá. Tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Đấy, các bác nhìn cho 3 cây đẹp chưa? Đấy, có một cây hàng 5 triệu, còn lại 2 cây hàng là 5 triệu rưỡi, một cây hàng 5 triệu 2. Tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình, RAM 8 256GB, chip Exynos 2100 cực kỳ mát luôn. Còn ngoài ra nếu bác nào dùng hai sim nhỏ gọn xinh xinh thì các bác chơi con S21 nhỏ này. Con này bản Mỹ hai sim 5.2 triệu, hình thức thì hơi phẩy viền một tí. Đấy, viền hơi phẩy một tí các bác nhá. Còn lại thì màn hình này không xước sát này, trắng đẹp luôn. Đấy, cận cảnh luôn các bác nhá. Hai sim hai sóng, hỗ trợ 5G, đầy đủ tất cả các chức năng. Giá cây này là 5.2 triệu. Ok, và sản phẩm tiếp theo giới thiệu bác trong phân khúc mà tầm tiền hơn 4 củ đi. Hơn 4 triệu thì có cái mã Samsung Galaxy S10 5G này, em cũng bán vài chiếc rồi. Hôm nay thì màu đen các bác đã lấy hết rồi và chỉ còn lại là màu vàng gold và màu trắng bạc thôi. Hai màu cực kỳ đẹp luôn. S10 5G máy nguyên zin, nguyên bản 100% các bác nhá. Các bác nhìn hàng zin chất, nhìn nó sướng chưa? Galaxy S10 5G, một trong những con máy hơn 4 triệu quá ngon. Ngon ở cái chỗ nào? Hơn 4 triệu bỏ ra các bác nhìn quả màn hình của nó đã đủ phê chưa? Màn hình của nó là 6,7 inch. Màn hình độ phân giải 2K và có 5G ghiêm cuộc gọi đầy đủ luôn. Pin 4500, thời lượng pin khá tốt các bạn nhé. RAM thì 8/256GB. Cây S10 5G là hiện tại em đang bán đồng giá là 4.3 triệu, hình thức tầm 98%. Mọi chức năng hoạt động ok, có màu đa sắc và màu vàng gold. Hai màu để cho anh em lựa chọn này. Đấy, màu vàng gold và màu đa sắc các bạn nhé. Máy nguyên zin nguyên bản 100%. S10 5G là phiên bản cao cấp nhất trên dòng Galaxy S10. Bên em đã kiểm tra tất cả các chức năng rồi. Đấy, tích dấu V này đã kiểm tra hết rồi. Sim sóng rồi, loa mic rồi, camera này đủ thể loại là bên em đã kiểm tra sạch sẽ rồi các bác nhá. Đấy, camera này, sim sóng các kiểu đầy đủ luôn. Thì giá hiện tại đang là 4.300.000. Tặng cho các bác là sạc cáp này, ốp lưng và dán màn hình các bác nhá. Ok, và sản phẩm tiếp theo trong phân khúc và tầm tiền mà hơn chưa đến 4 củ thì đây, giới thiệu cho anh em một cái lô Galaxy Quantum 2. Phải nói với các bác Quantum 2 nhà em đợt này quá nhiều luôn, số lượng rất lớn luôn các bác nhá. Màn hình của nó là 6,7 inch, 2K 120Hz, RAM 6GB và bộ trong là 128GB. Phiên bản Hàn Quốc một SIM, có 5G và ghiêm cuộc gọi đầy đủ tất cả các chức năng. Galaxy Quantum 2, pin 4500, máy hình thức đẹp tầm 97-98%, máy zin nguyên bản 100%. Trong phân khúc mà tầm tiền chưa đến 4 củ này thì Galaxy Quantum 2 là một trong những cái chiếc máy các bác cũng mua rất là nhiều luôn. Có sạc nhanh, loa kép các kiểu đầy đủ, màn hình sáng đẹp các bác nhá. Đấy, giá hiện tại đang là 3.900.000 một chiếc. Tặng đầy đủ cho bác sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Ngoài ra thì trong phân khúc mà tầm tiền mà hơn 3 cổ tiếp theo thì em giới thiệu các bác chính là Galaxy A90 5G, một trong con máy 3,3 triệu quá ngon luôn các bác nhá. 3,3 triệu thì thực tế là cái số tiền nó không phải là lớn, nhưng các bác được một con máy này, màn hình 6,7 inch, màn hình AMOLED màu sắc cực kỳ sáng và đẹp nha các bác nhá. Màu sắc sáng và đẹp chưa? Các bác đừng so với những con màn LCD, màn LCD thì rất là chán. Nhưng màu sắc nó xấu, con này có 5G, ghiêm cuộc gọi, pin 4500, RAM 6/128GB và chip Qualcomm 855 các bác nhá. Chiến tất cả mọi game luôn, cam trước cũng khá ok. Nói chung là cái dòng máy này thì gần như là nhà em thì còn cho bố mẹ dùng rất là nhiều. Đấy, người già, người cao tuổi hoặc các bác mà kinh tế tầm 3 củ này dùng con này đảm bảo các bác không còn làm các bác thất vọng luôn. 3,3 triệu tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Có màu đen và màu trắng thì em có một cây 3 triệu và một cây 3.6 triệu. Cây 3 triệu này hình thức của nó viền xước nhá. Đấy, viền xước này thì cây này là 3 triệu này, tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Còn cây 3.6 triệu này đẹp tầm 98%, zin nguyên bản 100%. Đấy thì Galaxy A90 5G
đang có mặt tại Zero MV. Thì các bác có thích cái mẫu này thì các bác đặt qua Zalo cho bên em để đặt hàng các bác nhá. Và cọc tiền là bên em ship hàng toàn quốc cho các bác thôi. Ok, và một cái sản phẩm tiếp theo gần như là sản phẩm cuối cùng trong clip ngày hôm nay, LG Velvet, một trong những em máy cùng tầm tiền mấy Galaxy A90 5G. Con này thì thương hiệu họ nhà LG, một quả camera thiết kế độc và lạ này. Đấy, có sạc nhanh Type-C, có jack 3.5, có loa kép luôn. Màn hình của nó là màn hình tràn viền bo cong 6,8 inch. Và con này thì RAM 8GB và bộ trong là một chai 8GB, tất cả các chức năng hoạt động ok. Đấy, LG Velvet các bạn nhá. Loa kép sạc nhanh, con này loa rất to luôn. Camera các kiểu ok. Thì con này trong cái phân khúc mà hơn 3 cổ thì là một trong những chiếc máy mà rẻ tiền, ngon bổ rẻ các bạn nhá. 3,3 triệu là các bác đã mua chiếc rồi. Tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình, có màu đen và màu trắng. Riêng dòng A90 và dòng Velvet này thì bên em chỉ còn lại là hai màu là màu đen và màu trắng thôi nhá. Đấy, có cây 3 triệu có thì cây này nó xước viền một chút này. Còn lại thì nó chả có lỗi lầm gì hết. Và giá thì cũng rất rẻ, màn hình thì sáng đẹp. Đấy, các bác nhìn quả màn hình của nó thôi đã đáng đồng tiền bát gạo rồi. Đấy, giá 3 triệu. Và một con máy cuối cùng trong clip ngày hôm nay chính là một con Google Pixel bính Pixel 4 các bác nhá. Đấy, thương hiệu họ nhà Google. Đấy, Pixel 4. Con này RAM 6/64GB và chip Qualcomm Snapdragon là 855. Máy nhỏ gọn. Ôi khá mượt này. Đấy, chạy zoom thuần Google cực kỳ mượt luôn. Con này RAM 6/64GB, các chức năng hoạt động ok, khá mượt luôn. Nói chung là Google Pixel này thì không đùa được các bạn, bởi vì nó là con đẻ của Google rồi. Đấy, cây này thì hiện tại giá cho các bác là giá cho các bác cây này là giá là 2 triệu các bác nhá. 2 triệu tặng đầy đủ sạc cáp, ô đựng giá màn hình. Cây này hình thức lưng nó hơi xước này. Đấy, dành cho những cái bác mà gọi là một con máy trải nghiệm cũng rất là hay, nghe gọi hoặc là các bác dùng đi lại nhiều, đút túi quần túi áo nhiều ấy, thì các bác có thể lựa chọn cây này. Đấy, cái này vuốt từ dưới các bác nhá. Đấy, vuốt từ cái dưới này. Đấy, nãy em vuốt từ cái khóa này lên là nó không lên này. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy, vuốt từ cái mép này đấy lên như kiểu iPhone ấy. Đấy, vuốt từ cái mép lên. Tặng đầy đủ sạc cáp, ô đựng giá màn hình các bác nhá. Và đây cũng là con máy cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Anh em nào mà cần vào chung kết chiếc nào thì các bác nhắn Zalo cho bên em để đặt hàng qua số Zalo 0911003229 và đừng quên bấm đăng ký kênh và theo dõi Di Động MV các bác nhá. Xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.